Hello anh em, lại là em Buzi đây. Thì hôm nay em Buzi chính thức mở bán combo hai chai hương liệu cùng mối câu cá rô phi. Thì đầu tiên em Buzi xin cảm ơn những anh em đã ủng hộ em Buzi trong thời gian qua. Thì em Buzi sẽ dành 20 suất đầu tiên với giá tri ân để gửi đến anh em đã đồng hành và ủng hộ em Buzi trong thời gian qua. Chỉ trong 20 suất này thì em sẽ có tặng kèm một phần quà nhỏ nhỏ, thì bao gồm như một cái bộ cốc đong mồi, hai là một gói cám hạt. Gói cám hạt C1 tổng hợp anh em nhé. Thì khi mà anh em đặt hàng thì anh em cứ nhắn tin cho em, và anh em muốn tặng phần quà gì thì anh em cứ nhắn tin thẳng trực tiếp cho em, thì em sẽ tặng kèm trong cái hàng để gửi tới anh em luôn. Ở đây có combo gồm có hai chai, một chai là tinh chất hoa quả, một chai là rô phi thơm. Thì chai rô phi thơm thì được làm từ tôm, cua, cá, mực và đỗ tương lên men. Chai tinh chất hoa quả thì sẽ được làm từ các nguyên liệu như hoa quả chua thơm, ví dụ như là dứa, cam, dâu, việt quất và một số loại hoa quả khác, tất cả đều được lên quả trình lên men, ủ lên men thơm và chua. Ngoài ra thì khi anh em mua một combo này về, anh em có thể dùng cho câu được cả cá rô phi, cá chấm, cá chép và cá trôi. Nếu mà anh em đánh rô phi thì anh em dùng cả hai chai, còn anh em đánh cá chép, cá chấm và cá trôi thì chỉ dùng một chai tinh chất hoa quả thôi. Và cái chai tinh chất hoa quả em cũng có làm cái clip kết hợp với ngô ngọt này, và tiếp theo thì em cũng sẽ làm cái clip kết hợp với cám nền nữa. Cám nền ở đây chủ yếu là nếu mà anh em đánh chép ấy thì chủ yếu sẽ là dùng cám nền vị thơm, còn nếu mà đánh rô phi thì sẽ là dùng vị tanh anh em nhé. Và hai chai này em có để trong giỏ hàng, nếu mà anh em đặt hàng, khi anh em đặt hàng xong ấy thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp cho em để em tặng kèm phần quà nho nhỏ để gửi tới anh em nhé. Cảm ơn anh em.